Rồi mình xin chào tất cả các anh em. À, dạo này không có rảnh để làm video thường anh em. À, lo mình là lo cây cối ngoài vườn á. Rồi vào nghỉ ngơi cái mình mệt cái mình lười không có làm. Kênh YouTube thì ngày xưa phát triển cũng nhanh ha, giờ nó nhiều anh em làm quá nên nó chia sẻ lượt xem với những người khác nên nó cũng chậm. Nên nó cũng bão hòa ha, nên giờ mình cũng làm video rất là hạn chế. Hôm nay mình quay một số cây ở trong vườn này, mình còn cây ngoài đồng nữa mà tối rồi không ra ngoài được, mấy cây trong gần trong nhà nè. Ở một cái cây bài anh em, một cái bài thì anh em mới tập chơi thích cây bài. Do là nói chung là nó nếu mà cây bài thì nó cũng dễ làm ha, cũng không khó, nó phải cần những cái chuẩn, một số cái chuẩn nhất định, nhưng mà ví dụ mình có cây đây là cây trực lắc nè, thường cây lắc cây bài á với cây gọng chữ C không, thường kêu cây bài. Cây này thì mình xử lý phần rễ nè, rễ này nó mô cao lên tại vì lúc mà trồng phôi nó mình sắp đế nhưng mà mình bỏ lâu mình không có kiểm tra nên cọng rễ này nó lớn, nó phình, nó cao lên vậy nè. Đó mình phải đục mình nạo cho nó bằng với những rễ xung quanh ha. Đó, này sau này anh em nuôi lâu nó vẫn lành bình thường chứ không phải nó bị thẹo đâu nè, như mấy cái này nè, anh thấy anh em thấy không, sẹo nó kéo nè. Về cái này thì mình đang xử lý ở cho nên nó có một cái ngọn để xây dựng tiếp. Ở đây mình có chắn một cái ngay cái mắt lá mà nó vẫn chưa ra đó, thì mình tiếp tục mình cắt đọt nó, mình lấy cưa mình cưa vô một phần hai luôn, mình cưa vô một phần hai luôn thì nó sẽ xì. Trường hợp mình nhiều khi mình không cưa như vậy nè, mình cắt luôn vậy nè. Đó. Nếu mà nó bị tột á là nó sẽ thối luôn cái phần này, nó mất cái mầm đây luôn, cái cây nó mất cái chị nó hư luôn, nó bỏ luôn á. Nên là làm cây thì yếu tố kỹ thuật từ từ chậm rãi thì nó làm nó sẽ chính xác hơn ha. Rồi cái cành phong ở phía sau nó phải ghép nè, nó không có, tại anh em mình biết là cái cây một cái cây chiếu thị á thì mắt lá nó đối xứng như thế này ha, nè đối xứng nè qua lại, thì đối với cái gốc này nó có này cái mắt lá nè, mắt lá là cái u và đằng sau đối diện với nó phía sau thì vẫn có một cái mắt, đồng thời ở đây có cái mắt thì bên này có cái mắt, lý do là cái nhánh này nó lớn hơn nhánh này nhiều, nó to hơn nè. Đó, ở dưới này có cái mắt thì trên này có cái mắt, nên là đồng nghĩa với ở đây không có mắt thì ở đằng sau nó sẽ không có cái mắt, nhưng mà mình cần một cái nhánh ở đây ở đằng sau để làm cành phong thì mình phải ghép áp ha, không ghép áp thì không được, tại cây bài thì đúng cái bài của nó mới được. Đó, đây mình qua cây bên đây ha, một cây bên đây, một cây này rễ nó mô cao mình cũng chắn xuống nè, lâu 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 thời gian lâu nó vẫn lành nè, nó sến lên nhìn cũng đẹp lắm. Đây có mắt, mắt đối xứng nè, mắt qua lại nè, ở đây có mắt, ở sau có cái cành phong nè, có sẵn luôn ha. Đó. Bây giờ cây này nếu mà anh em dựng ngọn lấy cái này làm ngọn thì bị đơ cây ha, độ lắc nó yếu nhìn không đã, nên là mình lấy cái ngọn ngược lên đây tăng cái độ lắc lên và anh em cố gắng nuôi cái sẹo chỗ này cho nó là liền lạc nào, cái nhánh nuôi vậy đánh qua gì nữa không, có thể sau này mình cắt đây bỏ cái nó ra cái mà mình dẫn làm cành phong, hiện giờ nó làm cái cành mồi để lành sẹo thôi nè. Cây nuôi mà muốn giá trị thì phải là sẹo phải lành khá tốt, lành gần 90% đó nè, như đây nó mới chỉ lành tầm này thôi. Đó, mình phải nuôi thêm thì trong quá trình nuôi anh em cứ cắt rồi thả rồi mình chuyển biến của cây không, ví dụ hai tay đây, hai tay hai bên
hai tay hai bên thì tay này gần phải lớn nè, tay này tay dưới cùng, à, phải lớn nhất rồi tới lớn nhì, lớn ba, lớn tư, nó đủ lớn vừa thì mình cắt. Trường hợp đây nó mình cắt nè, mình cắt bậy nó không ra mắt, nó tuột vô tới trong này luôn. Ví dụ như vậy thì ví dụ cái mắt lá nằm xa quá thì cái độ con độ lực của cây nó giảm đi, thì có thể mà mình dự trù cái cành đằng sau nó mọc mà áp vào đây để mình tạo cái bộ tạng nó rút ngắn lại để nó phù hợp với cái cốt. Mình chờ số cái cành phóng nè anh em, mình chờ số cành phóng nè. Đó, cành phóng này để trường hợp mình thiếu cành mình áp vào, vô đây áp đây, à, đừng cắt bỏ uổng. Nhiều khi cái nguyên đoạn này nó không có mắt lá nè, từ đây tới cái mắt chỗ này nè nó không có, bạn cắt chỗ đây bỏ ha là nó không xì được, là nó hư luôn khúc này, nó xì trong này nè. Là cái công tình ta nuôi ở đây nó gần bằng tay út mà nó không xì, nó mất là phải nuôi lại từ đầu. Đó. Chiếu thủy nó chỉ mọc mầm ngay cái mắt lá thôi, nó không có mọc chỗ khác được, không phải như linh sam đâu. Linh sam thì nó có thể mọc ngoài đầu sẹo, không cần ngay mắt lá vẫn mọc được. Để mình chia sẻ này một cây nữa. Chủ yếu linh sam nhà mình, cái vườn cái sân trước cũng nhỏ, mình không để nhiều, để nhiều tưới nước mệt. Tại vì thường cây ép chậu xong cái chậu rất là mỏng, bạn phải tưới mỗi ngày. Còn chậu lớn nuôi thả tàn thì chúng ta có thể là tưới 2 ngày một lần. Còn chậu ta cái chậu nó mỏng mà mình tưới ít thì nó khô. Trường hợp cái cây này đế mô cao lên nè, đó mình cắt mình lạng lại cho nó hạ cái độ cao xuống cho nó đồng đều với những cọng rễ nhỏ dưới nè. Đắp sẹo kéo keo của mình dùng kết hợp với bạc mình đắp lên, hoặc là ấm xi dùm lên ha. Các bạn thấy kéo sẹo xanh nè, cái kéo sẹo này rất là nhanh nè, khoảng 2-3 tháng nữa thì có thể nó kéo bít đó. À, thấy nó xanh không, còn xanh nè đó. Cây này là cây chật lắc nha, mini, nên anh em thấy sẹo nó kéo nè đó. Mình cứ nuôi cái cốt này đi đó, để nó đủ cái bấm sát vào trong đây này nè, bấm sát vào đây để lấy cái đoạn mình cần thôi. Nếu cái tàn nó rất là bé như thế này nè đó, cây như vậy nó có tỷ lệ đoạn cành với nhau, vót cây thì nó giá trị nhìn nó đã mắt nên giá trị nó cao. Còn những cây mà suông đuột dẫn ra ngoằn ngoèo như cây này nè đó, như cây dâu nè, anh em đâu có thấy nó lực vót cây thế nào đâu. Nó có những cái đoạn cấp cành, nhưng mà cái cây này thì nó không vót lực bằng những cây nãy ha, ốm dài lượm thượm không có lực. Cây này phơm cây chơi tàn nên là nó không có tỷ lệ vót nhiều bằng cái cây bài. Một số cây đổ nuôi cũng lâu rồi nè, bay rồi nè, bộ đế làm rất là dữ ha. Mấy cây này tổng thể lớn quá nên mình lười đăng bán, nếu như bán giá rẻ thì cái tiền vận chuyển nhiều lắm, nên thôi để chơi luôn anh em. Đó, đó mấy cây tán bay lượng đồ dữ lắm à. Đó, đế đấm đồ cũng làm đẹp. Cây hổm đang xử lý lại đế nè, rồi mình ấm xì dừa cho nó ra. Cây này anh em, cái này là
làm xong vô nghỉ ngơi mệt quá, mà cái nội dung mình chia sẻ cho anh em á, nó cũng muốn bảo hòa, nó cũng không có biết mình chia sẻ cho các bạn cái gì. Nhiều khi mình thấy thích cái gì mình quay chia sẻ cái nấy. Do bây giờ mở kênh YouTube lên là rất là nhiều chủ đề, rất là nhiều cái anh đang chia sẻ, mình cũng chia sẻ rất là nhiều rồi, nó đi nó lại hoài cũng không hay. Có thể là có thể nó lại trùng lập một cái chủ đề nào đó, nhưng mà cái kinh nghiệm mình nó tăng lên tí thì cứ chia sẻ tiếp cho anh em để tăng được một tí, chứ không phải cái nội dung cũ. Nhiều khi cũng gặp nhiều anh em chia sẻ xong rồi cũng hay chửi ta đây, hay rồi nhiều khi cũng nản, cũng làm biếng anh em. Một cây chật lắc, cây này là hai cành mắt lá đối diện nè, tán đầu đinh ngang, thấy không, tán đầu đinh ngang, rồi bắt đầu nó mọc hai mầm, một mầm làm kia số 1 và chia đỉnh, một mầm làm cái đỉnh dựng lên. Em có thể lấy một cái mầm ở đây để làm chi số 2 luôn đó, sau này mình nuôi cái này thật là to lên như thế này nè đó, mình làm cái chật lắc, thấy không, mình cái cần cái cành này cần độ to rất lớn, nó phải có hỗ trợ bởi cành này, thấy không, để nó rút cái cục chỗ này nó phù ra nè, phù lên nó tạo cái độ vót xuống, thấy không, vót xuống đây nè. Chứ các bạn nhỏ quá thì nuôi một cành lâu lắm. Nhưng thằng này nó kéo phình qua đây, thằng nọ kéo phình qua bên kia, tạo nên cái đường thân lớn hơn ha. Lắc lên đây, cái này cũng đế cũng to tán lại nè. Nhưng cái keo Nhật này nó kéo sẹo không có ngon bằng cái keo đen nãy nè. Cái keo hồng này nè, cái hồng là chai keo Nhật á, cái keo Nhật, chai keo Nhật mình mua hình như nó mắc gấp nhiều lần cái keo đen á. Keo chi sen của mình hiện giờ đang bán á, nhưng mà nó kéo sẹo mình thấy yếu à, mà nhiều anh em khoái mình mua mình dùng thử thôi chứ nó mắc quá. Mình bán cái dạng bình dân mà mắc quá khó bán lắm. Này nè, dâu trái, trái và nhỏ nó đỏ không được mấy trái, tại cái tàn nó phát triển mạnh, cái mình vừa mình cắt hết rồi, mình cắt hết rồi nó gom tàn lại nó mắc trái nhiều lắm. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.